Hai người đẹp xứng danh con nhà người ta tại Miss Grand 2024. Nhan sắc, tỷ lệ thuận, tài năng. Không chỉ xinh đẹp, hai thí sinh này còn sở hữu thành tích học tập khủng, đáng ngưỡng mộ. Khi ngày một nhiều các cuộc thi sắc đẹp ra đời, thì yếu tố về chất lượng thí sinh cũng cao hơn trong cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2024. Bên cạnh đó thì ngoại hình đẹp và các đạt các tiêu chí chuẩn của cuộc thi thì những cái thí sinh này còn gây nhiều sự chú ý và ngưỡng mộ bởi sự thành tích học tập xuất sắc, xứng danh con gái con nhà người ta. Khuất Nguyễn Bảo Châu sinh năm 2004 là một trong những thí sinh nổi bật của năm nay. Cô nàng gây nhiều sự chú ý ngay khi thông tin của cô nàng được đăng tải trên fanpage chính của Miss Grand. Xuất thân từ ngôi trường Am danh giá, Bảo Châu thuộc nhiều năm liền giành đích thành cao với bộ môn lịch sử. Không chỉ thế, người đẹp 2K còn tham gia nhiều hoạt động ngoại giao, nghệ thuật và xã hội. Sau này cô nàng là cũng xuất sắc thành công được học bổng của 5 trường đại học từ Anh, Ý, Úc. Bảo Châu là một trong những cái thí sinh gây nhiều ấn tượng trong cuộc thi năm nay khi là người đẹp tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, Bảo Châu gây nhiều sự chú ý hơn cả là cái hành trình giảm cân vượt lên để kỳ thị ngoại hình. Trước khi sở hữu hình thể săn chắc cùng gương mặt xinh xắn đầy cuốn hút như hiện tại, Bảo Châu đã từng nặng tới 70 kg và chịu nhiều lời chê bai với thân hình và nhan sắc lệch so với bạn bè đồng trang lứa. Chính vì thế, Châu từng mất tự tin, không muốn soi gương và ái ngại chụp hình. Sở hữu chiều cao là 1m7 cùng thành tích học tập siêu khủng, Bảo Châu lại có một quá khứ bị kỳ thị với cân nặng 70 kg khiến cô trở nên tự ti. Thay vì suy sụp thì Bảo Châu lại lấy đó là động lực để tập luyện thể thao và rèn luyện thể hình. Sau một thời gian nỗ lực, Bảo Châu đã giảm được 10 kg và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Xuất hiện tại Miss Grand năm nay, Bảo Châu cũng để lại ấn tượng với cộng đồng yêu sắc đẹp với gương mặt thanh tú, ngọt ngào, làn da trắng sáng cùng hình thể khỏe khoắn đầy sức sống. Cô nàng cũng chia sẻ rằng việc tham gia cuộc thi Miss World cũng là một cái cách để phá vỡ cái định kiến và khiến chiến thắng chính bản thân và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, một người sẵn sàng đấu tranh vì một xã hội bình đẳng, văn minh và sẵn sàng truyền cảm hứng cho cộng đồng.